Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 3, bộ sách Explore Our World trên trang web olamoo.vn. Unit 7: My body. Trong bài học ngày hôm trước, các con đã nắm được từ vựng chỉ các bộ phận trên cơ thể chúng mình. Các con hãy quan sát bức tranh sau đây và gọi tên các bộ phận trên hình vẽ nhé. Cô khen các con đã rất nhớ bài. Chúng mình cùng nhắc lại nào. Hair. Mouth. Hand. Eye. Ear. Foot. Trong bài học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu từ vựng và cấu trúc để miêu tả ngoại hình của ai đó cũng như cách nói về khả năng có thể làm gì. Chúng mình cùng bắt đầu bài học với phần 1, vocabulary, phần từ vựng. Đầu tiên, chúng mình có các từ để chỉ đặc điểm. Trong bức hình này, bạn gái có mái tóc xoăn. Để chỉ đặc điểm này của mái tóc, chúng ta có từ curly. Còn trong bức hình thứ hai, các con thấy mái tóc của bạn gái có đặc điểm gì? À, bạn ấy có mái tóc thẳng. Straight. Bé trai trong bức hình thứ ba có đôi mắt tròn. Và khuôn mặt của bé cũng tròn nữa. Để chỉ đặc điểm này, chúng ta có từ Round. Thường ngày, các con có tập thể dục hay chơi thể thao không? Những hoạt động này sẽ giúp cho chúng mình khỏe mạnh. Để miêu tả đặc điểm khỏe hay mạnh, chúng ta có từ strong. Các con cùng nhắc lại các từ mới. Curly, straight, round, strong. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu từ vựng chỉ các hành động. Một hành động mà cô chắc rằng các con đều thực hiện hàng ngày là đi bộ. Walk. Những lúc vội vã thì chúng mình thường không đi bộ mà sẽ chạy. Run. Khi vui mừng hoặc là khi chơi những trò chơi như nhảy dây, chúng ta có hành động nhảy. Jump. Và cuối cùng, chúng ta có fly. Chỉ hành động bay. Walk, run, jump, fly. Các con hãy cùng trả lời câu hỏi tương tác sau đây để củng cố các từ vựng này trước khi chuyển sang phần mới. Chúng mình cùng đến với phần 2 của bài học Language Focus, phần ngữ pháp. Trong các bài học trước. Chúng ta đã nắm được cấu trúc I have để nói về sự vật gì đó của mình. Vậy nếu Lucy muốn nói mình có đôi mắt tròn, các con có đoán được bắt ấy sẽ nói như thế nào không? Rất chính xác. I have round eyes. Tôi có mắt tròn vậy thì khi nói về đặc điểm nào đó của chính mình chúng ta sử dụng i have cộng với bộ phận cơ thể trong đó thì con chú ý từ chỉ đặc điểm như round sẽ đứng trước từ chỉ bộ phận eyes chúng ta có cụm từ round eyes mắt tròn chứ không phải là eyes round Lucy có một người bạn là N và Lucy nói về những đặc điểm trên cơ thể N. She has round eyes. She has short hair. She has small hands. Các con thấy khi Lucy nói về một đặc điểm của ai đó, bạn ấy đã không sử dụng từ have mà thay vào đó Lucy sử dụng từ has từ đây các con ghi nhớ khi nói về những đặc điểm của bộ phận của ai đó chúng ta có mẫu câu he hoặc she has cộng với đặc điểm con muốn nói đến ví dụ như round eyes mắt tròn trong mẫu câu này thì chúng ta đã biết chúng mình sử dụng he khi muốn nói đến ai đó là nam và chúng mình sử dụng she khi muốn nói đến một ai đó là nữ bây giờ con hãy sử dụng mẫu câu này để nói về những đặc điểm của bạn nam sau đây rất chính xác các con cùng nhắc lại he has brown hair he has round eyes he has a small nose Tiếp theo, chúng mình sẽ đến với những cấu trúc để nói về khả năng có thể làm gì. Lucy rất yêu thích nghệ thuật. Bạn ấy có thể hát. Và bạn ấy cũng có thể vẽ. I can sing. I can draw. Các con thấy, khi Lucy nói về khả năng có thể làm gì của mình, bạn ấy đã sử dụng tư duy đặc biệt. Đúng vậy, Lucy đã sử dụng từ can khi nói về khả năng có thể làm gì. Như vậy, các con cũng có thể sử dụng can để nói về khả năng có thể làm gì của con hay của ai đó. Ví dụ, I can sing. Tớ có thể hát. She can sing. Cô ấy có thể hát. He can sing. Anh ấy có thể hát. Tương tự, con hãy đặt câu để nói về những việc mà mình có thể làm nhé. Lucy biết hát và biết vẽ, nhưng bạn ấy lại không thể nấu ăn cũng như không thể bay. I can't cook. I can't fly. Khi nói về những việc mà mình không thể làm thì Lucy đã sử dụng từ nào? Đúng vậy, khi nói về những việc mà mình không thể làm, Lucy đã sử dụng từ can't. Các con cũng có thể sử dụng can't để nói về những việc mà mình hay ai đó không thể làm. Ví dụ, I can't cook. Tớ không thể nấu ăn. She can't cook. cô ấy không thể nấu ăn hay he can't cook. anh ấy không thể nấu ăn có việc nào mà con không thể làm không con hãy sử dụng can't để đặt câu và chia sẻ với cô nhé như vậy vừa rồi thì chúng mình đã nắm được cách để nói về khả năng có thể hoặc là không thể làm gì của ai đó sử dụng can và can't. Bây giờ, các con hãy lắng nghe Lucy và Alex trò chuyện về những việc mà mình có thể hoặc không thể làm. Can you run? Yes, I can. Can you walk? Yes, I can. Can you fly? No, I can't. Can you fly? No, I can't. Như vậy, khi muốn hỏi xem bạn mình có thể làm gì đó hay không thì con sử dụng mẫu câu can you cộng với từ chỉ hành động. Ví dụ, can you run? Cậu có thể chạy không? Khi này, câu trả lời của chúng ta sẽ là yes, I can hoặc là no, I can't. Để củng cố mẫu câu hỏi và câu trả lời vừa học, các con hãy hoàn thành bài tập sau đây. Con hãy nhìn các bức tranh trên màn hình và hoàn thành những đoạn hội thoại ngắn. Cô chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Bây giờ con hãy cùng luyện tập những đoạn hội thoại ngắn này nhé. Can you run? Yes, I can. Can you cook? No, I can't. Can you jump? Yes, I can. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, chúng mình đã nắm được các từ vựng và cấu trúc để miêu tả đặc điểm bộ phận trên cơ thể, cũng như mẫu câu để nói về khả năng có thể hoặc không thể làm gì. Các con hãy truy cập olm.vn để củng cố kiến thức với các bài luyện tập nhé! bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi chào các con và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm vn